Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, trước khi vào buổi pháp thoại buổi chiều hôm nay, kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư cùng toàn thể hội chúng niệm Phật để cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Ni Sư Chủ Trì, kính bạch Chư Tôn Đức Ni, kính thưa quý Phật tử thân mến, chiều hôm nay Thầy lại có duyên để trở về với lại Chùa Thiên Minh. Vài tháng trước Thầy trở về một lần rồi, quý Phật tử có nhớ không? Nhớ hả? Hình như lần trước là mình ngồi ở dưới, bây giờ mình ngồi lên ghế rồi hả? Dạ. Tu càng ngày phải càng lên chứ. Nhờ lên ghế rồi. Hôm nay Thầy nói, tại vì lần trước Thầy có giảng ở chùa của mình ở đây thì Thầy thấy Phật tử của mình ở đây là đa phần là U40 trở lên, phải không? Chắc có lọt vài người dưới U40 thôi. Chắc có anh dưới U40 phải không? Thầy nữa là hai. Không biết có ai lọt dưới U40 không? Còn ít lắm. Còn đa phần chúng ta là U40 mà nhìn nói đúng là chắc U60 á. Không? Mà U60 tức là gần một đời người rồi. Gần một đời người. Hết đời người mình tạm gọi á. Một đời người của mình á, trong một cái mực tương đối ở trong cái kiếp này á, là bắt đầu từ lúc mình sinh ra đến lúc mình nhắm mắt á, gọi là hết một đời người. Thì trong cái khoảng đời người đó, có người thì sống thọ cũng 70-80 cả trăm, ít trăm thì ít lắm, 70-80. Có người thì 20-30, có người thì mất từ nhỏ. Thì mình tạm gọi là một đời người, nhưng mình lấy một cái số chung đi thì khoảng 70 năm đi ha, 6-70 năm. Thì đâu đó có bài hát gì, có gì bao nhiêu năm, 60 năm cuộc đời gì đó. 50 năm đầu ăn chơi, xong 10 năm sau nằm bệnh chết. Nên người Phật tử của mình đó, quý Phật tử là Thầy nghĩ rằng ở đây á, tại vì trước khi tới Thầy cũng nhìn về cái đối tượng giảng ở đây, Thầy thấy quý Phật tử là thứ nhất là lớn tuổi. Lớn tuổi thôi chứ không phải lớn quá đâu nha. Thứ hai á, là quý vị là những người con Phật, có tu học rồi. Nên Thầy nói đến một cái chủ đề mà nếu mà mình không có tu, mình không có muốn nhắc đến đâu. Nó liên quan đến cái chết. Quý vị có muốn nhắc đến cái chết không? Muốn không? Muốn luôn phải không nha? Chào quý vị muốn. Không có sợ phải không? Chứ bên ngoài người ta sợ nhắc đến cái chết lắm. Cái gì cũng sợ sợ nhắc đến cái chết lắm. Và nếu quý vị muốn hoan hỷ thì chiều hôm nay chúng ta sẽ bàn luận nói về cái chết. Và cái chủ đề mà Thầy thực ra nói về cái chết đó thì nó rộng lắm. Mà chiều hôm nay thì Thầy tập trung về một cái mảng trong cái vấn đề sống chết thôi. Mà nhất về cái chết đó là chuẩn bị trước lúc chết. Đó, cái chủ đề chiều nay là như vậy, nó chuẩn bị trước lúc chết. Mô Phật. Chuẩn bị trước lúc chết phải không? Cái nào mình phải chết như thế nào cho tốt, phải không? Nó thật ra quý vị thấy một con ngựa, ví dụ như có 10 con ngựa thi với nhau hoặc có 100 con ngựa thi với nhau, nó chạy 50 vòng. Con ngựa nào là con ngựa chiến thắng? Nếu mà thi con ngựa chiến thắng, tức là cái con ngựa nào mà nó cán được đầu tiên ở cái vòng thứ 50 là con ngựa chiến thắng. Cho dù có một con ngựa 49 vòng, nó toàn là dẫn đầu không à, nhưng vòng thứ 50 cái nó bị chật chân rồi, mấy con kia tèn tèn cũng đi trước nó à. Thấy không? Cho nên nó mình sống mấy mươi năm rồi, coi vào chứ cái lúc mất quan trọng lắm Phật tử. Thật ra mình gọi á là mình chết, chứ thật ra nếu mình nói đúng nghĩa là mình không có chết. Tại sao? Tại vì mình nói chết là gì? Chết là từ cái có mà nó thành cái không, gọi là chết. Còn sinh là từ cái không mở thành cái có, gọi là sinh. Vậy bây giờ mình tạm gọi là mình chết đi. Thật ra mình không có chết. Đâu phải là mình từ cái có thành cái không đâu, đúng không? Cũng giống như bây giờ Thầy nói mình lấy một cái que diêm mình đốt lên, hoặc là mình lấy tờ giấy mình đốt cái tờ giấy lên, thì nó có tờ giấy nó cháy. Nó cháy hết tờ giấy rồi nhưng nó thành tro, nó ở một cái hình tượng khác. Thì thật sự mình không có chết.
mà mình chỉ giống như là thay hình đổi dạng thôi. Mà nói dễ hiểu là chết là gì? Là mình mặc cái áo mới. Áo này cũ rồi, áo này cũ rồi, già rồi, mắt mờ, tai lãng rồi, lưng mỏi rồi. Đó, cái chết nhìn nó nhẹ nhàng vậy đó. Nếu mà dưới con mắt của những người tu tập á, cái chết rất là nhẹ nhàng. Đối với các vị thiền sư á, cái chết là gì? Chết là vậy nè: sinh như thể đắp chăn bông, tử như cởi áo hạ. Trông như thay áo rồi thôi, khỏe. Đó, cái chết của một vị thiền sư là như vậy. Còn đối với ngài thiền sư Vạn Hạnh, ngài nói như thế này: nhậm vận thịnh si vô bố ý, thịnh si như lộ phảo đầu phô. Tức là mặc cuộc thịnh si không có sợ hãi, thịnh si như là sương rơi đầu cành vậy thôi. Đối với các vị thiền sư, cái chuyện sống chết nó rất là đơn giản. Nhưng đối với mình còn phàm phu á, đừng có nói nha, ai cũng ham sống sợ chết đó, có phải không? Gần như ai cũng ham sống sợ chết đó. Nói thiệt, thầy cũng ham sống sợ chết. Nhưng mà mình biết tu á, là bắt đầu mình phải chấp nhận một sự thật, dù cái sự thật đó mình muốn hay không, đúng không quý Phật tử? Dù sự thật đó mình muốn hay không thì nó phải chảy ra. Mà Đức Phật đã nói ra trong một bài kinh là: sinh mạng này ngắn thay, trong trăm năm rồi chết, nếu ai sống hơn nữa rồi cũng chết vì già. Có sống hơn trăm năm đi nữa rồi cũng phải già mà chết. Bây giờ quý vị thử nghĩ, chỉ dùm thầy một người nào mà trường sinh bất lão, phải có không? Không có, không có ai trường sinh bất lão đó. Cùng lắm hơn đi nữa trăm mấy chục năm rồi cũng chết. Ở Việt Nam mình vừa rồi có người sống lâu nhất thế giới nữa. Ở tại Bình Chánh của mình lâu nhất thế giới đó, trăm mấy tuổi đó. Rồi đi nữa mình thử được coi được mấy người. Rồi quan trọng là cũng mấy chục năm rồi mất. Mình nói với cái khoảng cuộc đời của mình, con người của mình đó quý Phật tử. Ở đời người này nè, mình sống là mấy chục năm, mình cứ cho là 80 năm, 70 năm là thọ đi. Thật ra khoảng thời gian đó đó, mình so với con kiến, con muỗi là dài hay ngắn? Dài. Nhưng mà mình so với các vị chư thiên là dài hay ngắn? Quá ngắn. Phải không? Các vị chư thiên mà nhìn xuống, nhìn qua, nhìn lại cái là mình hết đời rồi đó. Phải không? Các vị uống ly nước xong là mình vừa sinh ra là chết đi rồi đó. Cho nên cái ngày mà mình sinh ra có mặt ở cuộc đời á, mình sinh ra mình có cái giấy gì? Giấy gì? Cái gai xanh. Mình tên là Nguyễn Thị Lì, bữa nào phát quy y pháp danh là Diệu Lợm, hợp là Lì Lợm. Đó, mình bắt đầu mình có giấy khai sanh. Cái chết là gì? Chết là gì nè, nói trả lời thầy, chết là gì? Chết là nói theo pháp luật là cái giấy khai tử. Còn mình nói theo y học á, là cơ thể của mình là tim ngừng đập, đúng không? Chưa chính xác. Não ngừng hoạt động. Não ngừng hoạt động mới chính xác, mà 30 mấy tiếng sau mới gọi là chết, nói theo y học. Còn mình nói theo tôn giáo, chết là gì? Chết là từ nơi con người đâu, cái thần thức thoát ra, hoặc ở ngoài xã hội bình dân thì người ta dùng là một cái linh hồn thoát ra khỏi thể xác, gọi là chết. À, nhưng hôm nay thầy nói là mình không có chết. Có chết, mình thay áo thôi. Bây giờ quý vị ở đây già hết rồi, phải không? Hơi già rồi. Già nó đi với bệnh, già nó đi với yếu, phải không? Già nó đi với khổ. Nếu mà cái người nào mà có phước lắm á nha, già mới ít bệnh, già mới ít khổ, già mới ít nặng nề thôi. Ngay cả cái việc tu cũng vậy. Còn trẻ mà chịu tu á, đi nhanh lắm. Già rồi coi vậy tu khó, phải không ạ? Từ dưới đất lên cầu thang, lên cái lầu này là thở hổn hển này đó. Niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, niệm đâu có nổi Nam Mô A, nghĩ một chút Di Đà Phật, hết hơi. Cái gì cũng khó, lúc đó cái não mình tập trung cũng khó, nó ngồi yên cũng khó, mọi cái nó đều khó cho mình hết. Cho nên hôm nay thầy nói về cái chết để cho quý vị thấy là thật ra không phải là mình sống bao lâu, mà mình sống trong khoảng thời gian mình sống mình làm được gì. Nói là mình chết đó quý vị, quý vị cứ hình dung mình nè, một đời người này của mình, một kiếp người của mình nó giống như một hạt cát thôi à. Giữa sa mạc, những cái kiếp mình đi qua nó nhiều như là những hạt cát trong sa mạc của Phật tử, không nhớ được. Đức Phật bao nhiêu kiếp mình đã đi qua, ngài nói quá nhiều, mà ngài dùng cái từ là gì? Vô thủy. Vô thủy tức là không có đầu mối. Bây giờ con số máy tính mình tính cũng không được nữa, tức là quá nhiều rồi. Bây giờ mình dùng như là cái, những cái kiếp mình đã đi qua nhiều như số cát sông Hằng. Cho nên một kiếp của mình giống như là một hạt cát vậy đó. Cho nên kiếp này cũng giống như hạt cát đó. Một kiếp mình cứ chết rồi lại sinh, chết rồi sinh, chết rồi sinh, như một hạt cát. Cho nên cái chuyện chết của mình không quan trọng, mà quan trọng là gì? Là trong cái kiếp sống này của mình, mình làm được cái gì? Cái đó mới là cái quan trọng. Và thật ra thì trong cái những nẻo đường mình đã đi qua, Phật tử nè, trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mình đi đủ hết rồi. Và Đức Phật khi mà ngài thành Phật á,
Ngài cũng nói là những kiếp của Ngài đã đi qua, là trong đó có khi Ngài xuống địa ngục này, có khi Ngài làm ngạ quỷ nè, có khi Ngài làm súc sanh, có khi Ngài ở cõi trời, có khi Ngài ở cõi người, đủ hết. Và chúng ta cũng vậy. Nhưng mà Đức Phật đã dừng lại cái con đường luân hồi rồi. Tuy là luân hồi là vô thủy, nhưng mà Ngài chấm dứt được luân hồi khi mà Ngài thành Phật, khi mà Ngài bước vào dòng thánh, khi mà Ngài thành đạo với cội Bồ Đề. Thì ngồi hôm nay á, trong đạo tràng ở đây, chúng ta ngồi ở đây á, không biết lúc nào là mình chấm dứt luân hồi, đúng không ạ? Mình biết chắc một điều là mình sẽ chết, mình biết chắc một điều nữa là mình sẽ tái sanh ở những kiếp sau. Nhưng mình biết rằng sẽ có lúc mình dừng lại, chấm dứt luân hồi, nhưng mình không biết kiếp nào. Nhưng mình không biết kiếp nào. May cho mình đời này mình còn biết Phật Pháp. Nếu mình chịu tu, mình ứng dụng, bắt đầu khi mà mình bước vào dòng thánh á, là bắt đầu mình chấm dứt đi về nẻo địa ngục ngạ quỷ súc sanh, là quả thánh đầu tiên. Còn nếu mình chứng thánh qua A-la-hán luôn là kiếp cuối cùng của mình. Cũng như là thời Đức Phật nè, Đức Phật chứng đạo, đó là kiếp cuối cùng của Ngài, không còn tái sanh nữa. Trước đó thì Ngài vẫn còn những cái kiếp để tái sanh. Hoặc là thầy Mục Kiền Liên, thầy Xá Lợi Phất, thầy Phú Lâu Na, thầy A Nan, thầy Ca Diếp, đó là những vị tôn giả, những bậc thánh. Thì trước khi mà các ngài gặp Đức Phật thì các ngài vẫn còn những kiếp đã đi qua. Và cái kiếp gặp Đức Phật là kiếp cuối cùng trên cái bước đường luân hồi. Cha mẹ mình cho mình cái thân này mang ơn vô cùng, phải không? Nhờ có cha mẹ mới có cái thân. Nhưng mà Phật Pháp, Đức Phật cho mình cái thân tâm linh, mình gọi là tuệ mạng. Tuệ mạng tức là cái thân mạng trí tuệ. Mà nếu mình biết dùng cái thân mạng trí tuệ này, mình tu cho đến giác ngộ, cho chấm dứt những cái kiết sử á, mình bước vào dòng thánh thì muôn kiếp nghìn đời mình hết luân hồi luôn. Mình thấy đặc biệt không? Cho nên đó là hôm nay thầy rất là vui khi mà thầy trở về tiếp tục gặp quý Phật tử để chúng ta tiếp tục cùng bàn luận với nhau về những cái chủ đề Phật Pháp. Chứ thật ra quý vị biết, nói về Phật Pháp nói hoài không hết. Chỉ sợ mình không đủ sức hiểu, không đủ sức học, không đủ sức ứng dụng thôi. Đó, cho nên lâu lâu thầy mới về với đạo tràng của mình, thầy cũng muốn tìm ra những cái đạo cái chủ đề nào đó nói để quý Phật tử ứng dụng. Chứ thật ra là quý vị phải nghe mấy ngàn bài pháp, thầy tạm gọi là căn bản, mấy ngàn bài pháp. Mấy ngàn bài pháp đó giống như là mấy ngàn thang thuốc vậy đó. Mà thật ra còn quá ít, tại vì mình quá nhiều phiền não. Cứ một phiền não của mình giống như là một cái bệnh. Mình có 1000 cái phiền não thì mình phải tìm 1000 bài pháp giống như là 1000 phương thuốc để chữa bệnh. Cho nên đừng có nói con nghe bài kinh đủ rồi nha. Nếu mà mình nói con nghe bài kinh đủ rồi thôi, lúc đó Phật khỏe khỏi đi, thuyết pháp cho khỏe đi cho rồi. Có nhiều người dễ thương đó, con tụng bài kinh thôi. Thầy nói Phật mà nghe câu đó, Phật nói thôi ngài khỏi đi thuyết pháp cho nó khỏe, phải không? Cho nên quý vị phải biết là tâm mình rất là nhiều phiền não, thì mỗi phiền não như là một cái căn bệnh. Thì quý vị đem những cái lời Phật dạy, những đạo lý này nè, để ứng dụng trong cuộc sống của mình. Và xin thưa quý Phật tử là cuộc sống của quý Phật tử có thể thiếu cái gì thì thiếu, nhưng nhớ dùm thầy, đừng có thiếu đạo lý nha. Thiếu gì thì thiếu. Chiều nay có thiếu ăn không? Có không? Không phải không? Chiều nay có thiếu ăn không? Không luôn. Không thiếu ăn, không thiếu mặc, không thiếu ngủ, không thiếu xe, không thiếu nhà ở. Xin thưa quý Phật tử là ngay cả quý vị có thiếu thiếu một chút cũng không có chết nữa, phải không? Mà coi vậy chứ đôi lúc mà thiếu thiếu một chút gì mà hay đó nha. Đôi lúc dư quá lại chết đó. Vì nghiệm lại coi, con người mình thường thường không có chết vì thiếu mà chết vì dư. Dĩ nhiên là trong cuộc sống chúng ta có những người vẫn chết vì thiếu, nhưng nhìn kỹ lại á, ai ngờ đâu chết vì dư nhiều hơn chết vì thiếu. À, vì để ý coi, hiếm ai thời này mà chết đói lắm, đúng không? Nhưng mà quá nhiều đồ ăn thì có chết à. Không chết kiểu này chết kiểu khác à. Chết vì ăn nhiều quá chất bổ cái quá dư chết. Có một cái chị đó, chị kể cho thầy nghe, có người bạn của chị giàu lắm mà đến nỗi bây giờ mập quá rồi ăn không được. Quý vị biết thèm cái đó đâu dám ăn đâu, tiền thì có mà không dám ăn. Quý vị biết phải làm sao? Thèm quá mà ăn, ăn cho nuốt vô xong để cảm nhận cái vị xong thì móc cho nôn ra lại. Thấy sợ không? Ăn cho để cảm nhận được cái vị xong thì nôn ra lại liền, tại vì mập quá rồi. Có nghĩa là muốn ăn không được. Đôi lúc của mình thiếu nè, vì thiếu mặt chút không có chết. Dư mà chết đó. Quý vị bị người ta ghét có chết không? Một người ghét mình có chết không? Không. Thiếu người ta thương mình có chết không? Không. Mà thử 100 người thương quý vị có chết không? Chuẩn bị chết. Đúng không? Bắt đầu đau đầu rồi đó. Người thương tôi thì người này cũng thương tôi, người kia cũng thương tôi. Rồi mà đối xử với tôi như vậy nó bắt đầu có chuyện rồi đó, thấy không? Một người người ta khinh mình, một người, hai người, 10 người không sao hết trơn á. Bắt đầu 100 người kính mình là bắt đầu sắp chết rồi đó. Bắt đầu mình nhảy lên đọt chuối ngồi đó, ngã mạng lên. Quý vị thấy chưa?
à, đời nó lạ chưa, không chết vì thiếu mà chết vì dư. Cho nên nhiều khi không phải nói vui vui nha, mình vừa đủ là hạnh phúc lắm. Và Phật dạy đó, trong những cái điều khó con người mình đó, là những cái điều mà mình đó là cái gì, giàu thì dễ sinh tật. Cho nên Phật dạy là quý thầy hãy cẩn thận với lợi dưỡng và sự cung kính. À, đôi lúc các cái tiền bạc của mình nè, tiện nghi vật chất nè, danh vọng uy quyền nè, những cái vật chất xung quanh đôi lúc nó lấy đi không gian, nó lấy đi thời gian, nó lấy đi đạo đức của mình rất là nhiều đó. Cho nên không phải thầy nói như vậy để quý vị không có cố gắng làm ra tiền nha. Thầy nói như vậy không phải là quý vị buông xuôi, không có. Thầy nói quý vị cứ tiếp tục đời người cư sĩ, quý vị là vừa tu vừa học vừa phụng sự cho Tam Bảo, tiếp tục tu đó. Nhưng mà quý vị nhớ, đừng làm sao đó, đừng có để cho những cái tiện nghi vật chất nó đánh mất cái lương tâm, đánh mất cái đạo đức của mình. Đó mới là cái điều quan trọng á. Rồi đến một lúc nào đó chúng ta cũng phải chết. Có những người chết rất là khổ, và có những người chết đó rất là nhẹ nhàng, đúng không quý Phật tử? Sở dĩ thầy giảng cái bài hôm nay thì cũng có một phần là vừa rồi, cách đây hôm qua thầy mới nghe một Phật tử kể cho thầy hai câu chuyện về hai người chết. Một người là gần nhà của Phật tử này, quý vị biết mới có 20 mấy tuổi à, học mấy cái bằng đại học, và hình như vừa học chuẩn bị tốt nghiệp thạc sĩ, ở với mẹ già. Quý vị biết tối 8-9 giờ tối đang còn ăn cơm với mẹ bình thường vậy đó, tự nhiên 3-4 giờ sáng cái lên cơm, cái chết. Chết mới có 20 mấy tuổi mà người mẹ lo cho cái đứa con, có mình đứa con, bao nhiêu tình thương dành cho đứa con vậy, thoáng một cái mấy tiếng sau chết. Khi mà cấp cứu tới cái là cứu hết kịp rồi, đau khổ đến cỡ nào, đúng không quý vị? Thầy nói quý vị nè, ví dụ năm nay mình 50 tuổi 70 tuổi, ba mình mẹ mình 80-90 tuổi nằm ở trên giường á, sắp chết rồi. Có những lúc sắp chết cái vượt qua, cái lúc sắp chết cái vượt qua, thì một lúc nào đó đó ba mẹ mình chết đó, mình có khổ nhiều không? Khổ nhiều không? Cũng khổ nhưng mà bớt rồi. Tại sao? Tại vì mình biết là cái chết của ba mẹ mình đã chuẩn bị trước rồi, có cái thời gian chuẩn bị trước rồi. Ví dụ như tự nhiên ba mình hay mẹ mình đang còn khỏe, làm cái ầm cái chết á, đau khổ lắm á, mình chưa kịp đủ thời gian để chấp nhận. Nhưng mà ba mình đã từng rất nhiều lần bệnh, sống chết rồi, thập tử nhất sinh rồi sống dậy, thập tử nhất sinh rồi sống dậy. Thì khi mà ba mình chết đó, tự nhiên mình bớt khổ hơn, là tại vì mình đã có thời gian chấp nhận rồi. Còn ở đây á, một người mẹ có một cái đứa con duy nhất à, không có, ở một mình nuôi đứa con. Mà quý vị biết cái đứa con nó 20 mấy tuổi, đang trên cái bước đường thành công trong cuộc sống, ầm cái chết, quá bất ngờ. Mà khổ nổi cuộc đời của mình á, ai là người làm mình khổ nhất quý vị? Ai? Chồng mình hay con mình hay vợ mình? Hay ai? Đối với vị ai là người làm mình khổ nhất? Mình làm khổ mình nhất. Thì cũng đúng rồi đó, nhưng mà bây giờ mình nói chính xác thêm một xíu để cho nó đúng cho đề tài, có ai là người làm khổ mình nhất không? Dạ, thầy hỏi, ví dụ thầy hỏi hỏi cô đi. À, cô có bị những người xung quanh làm cô khổ không? Có không? Đừng nói không nha. Có không? Có. Chồng cô có làm cô khổ không? Không hả? Trời ơi, giỏi vậy. Mấy chục năm không có làm khổ hả? Con có làm khổ không? Buồn hay không có khổ hả? Còn anh có khổ vì vợ hoặc vì con không? Có không anh? Có. Hai người đều có hết đó. Nhưng mà bây giờ thầy nói ai là người làm mình khổ nhất? Vợ hay chồng hay con? Quý vị nghe lại nè, cái người làm mình khổ nhất là người mình thương nhất mới làm mình khổ nhất. Ông hàng xóm chết, mình đã từng thấy ông hàng xóm chết chưa? Trời ơi anh ơi, sao anh chết tội vậy, anh còn trẻ mà anh chết tội anh quá à. Thôi đi về hát karaoke, tối nay mình còn đi chơi, ngày mai mình còn đi du lịch, khỏe. Cũng thương ổng thương xíu thôi, đúng không? Tại vì ổng là ông hàng xóm, mình mà thương ổng nhiều quá thì mình hơi buồn buồn xíu. Còn mình thương ổng ít đó thì thôi kệ. Mà mình ghét ổng, ổng chết rồi hả? Ừ may quá ổng chết rồi, còn mừng nữa kìa. Đừng có nói mà buồn, đúng không? Vậy thì cuối cùng mình nhận ra, cái người nào là người mình khổ nhất, là người mình thương nhất. Cái người mình thương cái cấp độ bao nhiêu thì đủ sức làm mình khổ bấy nhiêu. Thấy chưa? Cho nên á, cái người thân của mình mà chết á, mình khổ lắm. Mà khổ như thế nào? Càng thương người đó bao nhiêu thì càng khổ bấy nhiêu. Đó, mà cái chết thì đâu có ai nói được. Cho nên á, quý vị có niệm Phật không? Có niệm Phật không? Có. Quý vị có niệm chú không? Có. Giờ thầy hỏi quý vị có từng niệm chết chưa?
Chưa, thấy không? Chưa đúng không? Dù là mình sắp chết. Niệm Phật á, niệm Phật tức là gì? Là nhớ Phật. Niệm là nhớ thôi, niệm Phật là nhớ Phật. Rồi mình niệm chú là nhớ câu thần chú. Mình có niệm tiền chưa? Đó, niệm hoài, thấy không? Con nhà chứ niệm tiền nhiều lắm đó. Lúc trước con nhớ kinh Phật, bây giờ con chuyển qua kinh tế rồi. Mình niệm tiền là nhớ tiền, phải không? Mình niệm vợ là nhớ vợ, mình niệm chồng là nhớ chồng. Quan trọng là mình niệm cái gì mà mình có hạnh phúc. À, thì hôm nay á thì nhắc nhở quý vị nhớ niệm thêm một cái là niệm chết. Mà cái này không phải thầy nói nha, Phật nói, thầy nói lại thôi. Phật có dạy cho mình một cái niệm chết để nhắc mình cái gì? Là chắc chắn mình sẽ chết. Để làm cái gì? Để bắt đầu mình buông bớt những cái có oán thù, hơn thua, giận hờn. Bắt đầu mình tập tha thứ và bắt đầu mình chấp nhận cái sự thật là vô thường. Và bắt đầu mình chấp nhận cái sự thật là tôi lúc nào, đến một lúc nào đó tôi cũng sẽ già, cũng sẽ bệnh và cũng sẽ chết. Quý vị biết cái xây cái, ví dụ như mình xây cái cầu thang, đi lên bậc cầu thang thì mình phải thường thường mình tính sao? Sinh lão bệnh tử, sinh lão bệnh tử, phải nằm ở cái chữ sinh đó, đúng không? Chứ nó ngầm cái chữ tử là rồi đời là thui rồi, thui đen thui rồi. Trời ơi, cái nhà này cái ông này ông làm sao ngay cái chữ tử, ông làm ngay cái chữ bệnh, thấy không? Hay xin chữ lão gì đó là thôi, thấy mình thua rồi đó, đúng không? Ông làm cái bậc cầu thang mà sinh lão bệnh tử, sinh lão bệnh tử, sinh lão bệnh tử, mà mình thấy ông làm ngay cái chỗ tử là rồi, mình thấy mình khổ đời lắm rồi đó, phải không? Khổ đeo sau chuỗi sinh lão bệnh tử, sinh lão, để tôi đếm tôi coi sâu của thầy là cái gì nha. Bắt đầu từ đây, sinh lão bệnh tử, sinh lão bệnh tử, sinh lão bệnh tử, đúng chữ tử luôn. Rồi xong rồi thầy cũng chết. Vậy thì hỏi Phật tử nè, quý Phật tử đeo cái sâu chuỗi chữ sinh nè, quý vị có chết không? Xong chết đúng không? Phải chết thôi à. Tự nhiên thầy ơi, sao con khổ quá thầy ơi, nói sao khổ vậy, lâu nay con không biết con đeo cái sâu chuỗi nó ngầm cái chữ tử chết. Thầy nói đâu, đưa thầy đếm coi. Thầy đếm lại nha: phước lộc thọ, phước lộc thọ, phước lộc thọ, phước lộc thọ, ngay cái chữ thọ. Tự nhiên đếm phước lộc thọ cái đếm sinh lão bệnh tử. Vì thấy không, tự nhiên mình tự mình làm khổ mình đời như vậy đó, có gì hết trơn á, tự mình làm khổ mình, thấy chưa? À, tại sao quý vị đi lên cầu thang à, sinh lão bệnh tử, sinh lão bệnh tử, mình sợ chữ tử, tại sao mình không đếm là giới định tuệ, giới định tuệ, hoặc là mình đếm Phật pháp tăng, phải không? Phật pháp tăng, nếu dừng cái chữ nào mình lo học cái chữ đó. À, tại sao mình lại đưa mình vô cái chỗ khổ? Đấy chưa? Đời nhiều khi cái chuyện không đáng khổ nó mình khổ, thấy chưa? Cho nên á, nhìn về cái chết cũng vậy, Phật tử. Cái chết vì nghĩ coi, cái xe của mình á, nó chạy, nó chạy, bây giờ nó chạy hết nổi rồi thì phải sao? Thì phải nên thay cái xe mới chứ, phải không? Thay cái xe mới chứ, bây giờ máy nó hư rồi thì phải nên thay cái xe mới. Thì chết cũng như là thay cái xe mới vậy đó, thay cái động cơ mới, chạy cho nó khỏe ha. Và bây giờ thầy hỏi Phật tử nè, có mấy nguyên nhân dẫn đến cái chết của mình? Có mấy nguyên nhân, ai biết không? Đếm thử coi, nhớ nổi không? Tai nạn nè, trúng thực nè, trúng gió nè, ung thư nè, phải không? Thưa quý vị, nếu mà nói những nguyên nhân mà rộng ra vậy thì không nhớ đâu, không biết hết bao nhiêu nguyên nhân mình chết đâu. Nên thật ra thì chỉ có 4 nguyên nhân để mình chết thôi, lay quay trong 4 nguyên nhân để mình chết thôi. Cái chết thứ nhất á, là chết vì cái thọ mạng của mình hết rồi. Ví dụ như mình sống kiếp này, mình trước khi mình sinh ra cái thọ mạng của mình là có 50 tuổi là chết rồi. Có người 80 tuổi mới chết là cái thọ mạng á. Cho nên có nhiều người coi tử vi nha, cái bói đó, tôi nhìn cô á, 50 tuổi cô mất á. Đúng 50 tuổi mất thiệt á. Có người nói 80 tuổi mất thiệt á. Có không quý vị? Có đó nha, nhưng mà không có đâu. Nhưng mà cũng có những người đó nói, tôi thấy cô 40 tuổi cô mất rồi, nhưng mà quay lại sống đến 70 lần à. Vậy thì nó làm sao? Vậy thì cái thọ mạng của mình á, nó vẫn có thể thay đổi. Nó thay đổi ở cái chỗ nào? Ở cái chỗ mình biết tu tập, mình làm phước hay không á. Cái thọ mạng nó dài hơn. Ví dụ như cái người nào giỏi nhìn tướng mình nói nha, con á, con sống 70 tuổi con mới mất, mới có 30 tuổi mất tiêu rồi. Trong 30 tuổi nó làm ác nghiệp quá nhiều, mất luôn, hưởng hết cái phước. Cho nên cái nguyên nhân đầu tiên mình mất là thọ mạng, hết là phải mất thôi. Và thọ mạng của chúng ta ngồi ở đây, có ai biết mình thọ mạng bao nhiêu không? Biết không? Không.
ông bà mình nói vui vui, trời kêu ai nói dạ, và dạ dép có số. Mà nói theo nhà Phật của mình là cái thọ mạng của người có cái thọ mạng hết, cái nghiệp mà. Cái thứ hai là nghiệp của mình đến lúc chết là phải chết thôi. Mình nhớ nha, cái thứ nhất là thọ mạng hết là phải chết. Cái thứ hai, nghiệp nó đến là phải chết. Hai cái đó là việc không thể nào né được hết. Cái thứ ba, hai cái nó đến cùng một lúc, vừa đến nghiệp chết, vừa thọ mạng hết chết, khỏe, lúc đó không né được. Giống như thầy đốt cái đèn lên, có dầu với có ngọn đèn. Cái ngọn đèn á, lửa nó cháy á, cái tim đèn nó giống như là cái thọ mạng. Dầu nó giống như là cái nghiệp của mình vậy đó. Cái thọ mạng của mình mà hết, tức là cái tim đèn nó hết á, thì đèn nó cũng tắt, đúng không? Hoặc là dầu nó hết, nghiệp mình hết thì cũng tắt luôn. Tức là thọ mạng hết, mình cũng chết. Mà nghiệp hết, mình cũng chết. Cái thứ ba, vừa hết dầu, vừa hết tim đèn thì cũng phải chết luôn à. Thấy không? Gần như đa phần chúng ta bị vô cái này là phải chết thôi, mà không biết bao nhiêu. Nhưng có một cái thứ tư, đó là chết ngang, chết oan, chết hoạn tử, nói theo kinh Dược Sư, hay chết bất đắc kỳ tử, là cái chết thứ tư. Mà thường thường thầy thấy thời buổi này nè, nhiều người chết bất đắc kỳ tử lắm, chết ngang lắm. Tức là chưa có đến số chết, chưa có đến nghiệp chết, thọ mạng cũng chưa có hết. Mà lý do chứng tỏ mình là anh hùng xa lộ, đâm vô xe chết à, cái đó không phải nghiệp chết, không phải thọ mạng chết, mà do ẩu mà chết. Mà do cái chết nó ngang, do mình không có làm chủ mình chết. Ngay cả mình á, làm việc quá sức, đột quỵ nha, cũng là chết ngang luôn đó. Tại vì mình không biết giữ sức khỏe của mình, mình để cái chết nó đến ngang. Hoạn tử, hoạn là ngang, tức là cái chết nó ngang. Thay vì mình chưa đến lúc chết mà phải chết, rồi chết ngang. Hoặc là cái hoạn tử này nó cũng do một cái nguyên nhân nữa, là có thể trong cái tiền kiếp của mình, mình có tạo một ác nghiệp nào lớn quá, và khi ác nghiệp nó trổ bất ngờ quá, thì nó cũng có thể ảnh hưởng đến cái sinh mạng của mình luôn. Cũng giống như cái ngọn đèn là cái sự sống của mình, mà có một ngọn gió thổi mạnh quá thì nó vẫn có thể tắt. Thì cũng giống như là khi mà mình á, có một ác nghiệp nào lớn quá, nó trổ một cái nhanh quá, mình có thể mất thân mạng bất cứ lúc nào. Đó, có bốn nguyên nhân để quý vị mất. Nói lại cho thầy coi. Thứ nhất, thọ mạng hết. Thứ hai, nghiệp hết. Thứ ba, vừa thọ mạng vừa nghiệp cùng hết. Và thứ tư là chết hoạn tử, chết bất đắc kỳ tử. Và thầy nói lại nha, khi mà mình chết hết thọ mạng á, hết nghiệp á, không thể nào mình cản lại được đâu. Nhưng mà thầy muốn nói cái chết thứ tư á quý vị, chết ngang. Bây giờ mình tu nè, bắt đầu mình nghe pháp, mình tụng kinh, mình nghe quý thầy quý cô giảng, bắt đầu mình chấp nhận từ từ, phải không? Hoặc lâu lâu mình đi hộ niệm, mình thấy bạn mình đó mới chưa xong, bây giờ tối nay ò e rồi đó, nó chán cơm thèm đất, thích nghe kèn rồi đó, nói không? Tùng tùng ben chen rồi hết. Sinh ra là như vậy, cuối cùng nhà mình ở dưới gốc thông, nhà mình ở trên hữu cốt á, không? Đó là nhà mình ở ba tấc đất đó. Bắt đầu mình thấy những cái trường hợp đó, mình ý thức vô thường, mình biết vô thường, bắt đầu mình chấp nhận cái chết từ từ. Nhưng có những người quý vị biết không, chưa chấp nhận được cái chết. Khổ nhất là cái trường hợp này, chưa chấp nhận được. Cho nên cái bài pháp hôm nay thầy nói nè, chuẩn bị trước lúc chết đó, là bắt đầu thầy gửi đến với Phật tử những cái thông điệp nè. Thứ nhất là mình phải chấp nhận sự thật một điều, ta thế nào cũng phải già, cũng phải bệnh và cũng phải chết đó. Ta phải chấp nhận, mà dù quý vị không chấp nhận thì nó vẫn phải xảy ra. Chỉ có điều là ta chấp nhận á, thì khi chuyện nó đến á, ta nhẹ nhàng, phải không? Cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình phải chấp nhận một sự thật là gì? Khi mình mất rồi á, thưa quý Phật tử, là nếu như mà mình chưa có chuyển hết những cái phiền não kiết sử, thì bắt buộc mình phải đi tái sanh ở những kiếp sau. Thế nào ta phải đi tái sanh ở những kiếp sau, mà đi kiếp nào? Đi kiếp nào mới quan trọng? Bây giờ thầy đặt ra câu hỏi, Phật tử trả lời giùm thầy nè. Con người mình đa phần là sợ chết, đúng không? Đa phần là sợ chết. Vậy thì thầy hỏi là tại sao mình sợ chết? Trả lời giùm thầy coi, tại sao mình sợ chết? Cô có sợ chết không cô? Con không sợ chết hả? Trời, thầy không sợ chết nữa. Đỡ rồi phải không? Nhưng trong âm thầm vẫn còn sợ chút chút nữa không? Con
À, cô nói là bây giờ cô hiểu về cái chết rồi, sáng cố gắng sống trong hiện tại, ráng cố gắng làm phước, biết được cái chết rồi chấp nhận từ từ đúng không? Dạ, cảm ơn cô. Thầy á, bắt đầu khi thầy hiểu, bắt đầu thầy cũng từ từ, thầy bớt sợ chết, nhưng mà đôi lúc nằm xuống sợ mình chết trễ quá. Không phải sợ chết, cái chuyện chết mà sợ cái gì quý vị biết không? Sợ vì mình còn nhiều việc quá mình chưa có kịp làm. Sợ còn rất là nhiều cái việc công đức, điều lành mình chưa kịp làm. Mà mình chết đi rồi giống như là cái gì quý vị biết không? Tiền lộ mang mang, vị chi hà vãng á. Đường phía trước mịt mờ không biết đi về đâu. Cho nên phải tận dụng cái khoảng thời gian mà còn sống đây làm là như vậy đó. Chứ nói mình nói đúng ra tức là mình sợ thực ra cái ác nghiệp nó đến, cái thọ mạng hoặc cái nghiệp nó đến thì mình phải chết thôi à. Cho nên mình phải cố gắng là trong cái khoảng thời gian mình còn đây nè, mình cố gắng. Chứ thật ra như hồi nãy thầy kể câu chuyện đó, cái anh thanh niên nó mới có 20 mấy tuổi à, mới mấy tiếng nó còn ăn cơm với mẹ, xong mấy tiếng sau mất. Cái trường hợp thứ hai đó là cái cô đó cũng kể cho thầy là cái người gia đình của cổ có một cái anh đó là bị ung thư gan á, bị ung thư gan rồi trước lúc mất quý vị biết đau khổ lắm. Có những cái chết á rất là nhẹ nhàng, ví dụ quý vị có phước và có tu á, nằm nhiều khi ngủ giấc cái đi luôn, phải không? Nằm á con má mệt quá, ba mệt quá, nhắm mắt thở tới thở một vài hơi cái đi luôn. Có nhiều người ngủ cái đi luôn, có người chết rất là nhẹ nhàng, nhưng có những người chết trước khi chết rất đau khổ. Có những cái đau đớn ở bệnh tật rất là đau, có người nữa là vô hôn mê luôn, có những người là điên loạn luôn, và có những người trước lúc chết là đau đến nỗi mà thôi xin cho tôi mua thuốc cho tôi chết, tức là đau quá chịu không nổi luôn, và có những người là loạn tâm, và có những người là vô hôn mê luôn đó. Cái chết nó đâu phải đơn giản đâu. Cách đây mấy ngày quý vị có đọc trên mạng đó phải không, có người ta có chụp được một cái tấm ảnh rất là buồn. Nó buồn là chuyện gì? Có một cái người chở một cái xác chết trên cái xe Honda đi về, chết ở bệnh viện, đi về quê không có tiền đi về, bắt đầu quấn vô cái chiếu chở lên xe Honda đi về, mà đang chạy vậy lòi hai cái chân ra, hỏi ra không có tiền chở mướn xe đi về. Có cái người mẹ đó thương mấy đứa con quá, nghèo quá, không có tiền cho con học. Quý vị biết phải tự tử. Tự tử để làm gì biết không? Tự tử là má không có lo cho được các con, cho nên má tự tử, má chết. Sau khi má chết đó, có hai cái ước nguyện. Thứ nhất là mong rằng người ta tới, người ta phúng điếu cái đám ma này nè, có tiền cho các con đi học. Thứ hai là nhà mình nghèo quá, sau khi má chết xong mình được vô hộ nghèo, để được mỗi tháng chu cấp đủ tiền cho các con đi học. Thấy không? Những cái chết khổ vậy chứ không phải đơn giản. Rồi có những bằng cái ác nghiệp nữa, rất là khổ. Cho nên cuộc sống của mình cũng không biết là sau này mình chết như thế nào. Thật sự là như vậy. Cho nên thầy nói là may mắn cho mình biết đến Phật Pháp, bắt đầu mình chấp nhận cái chết là cái phải đến rồi. Mình phải chấp nhận một sự thật như vậy. Bắt đầu khi mình hiểu về cái chết phải đến, bắt đầu mình từ từ mình buông những cái hờn giận, cái oán kết, cái hơn thua. Mang là mang theo cái đó đó. Mình là mang theo cái đó chứ không phải mang theo cái nhà, không phải mang theo cái xe, không mang theo cái quyền uy của mình, cũng không mang theo cái vật chất của mình, mà lại mang theo cái ghét, ghen, buồn, giận, cái tội, cái phước của mình đó. Cho nên mình thông minh một chút á, là mình phải biết đầu tư vô cái gì mình mang theo và cái gì mình để lại. Không, thân mạng của mình nè, cái thân xác của mình là để lại hay mang theo? Để lại hay mang theo? Để lại, chứ đâu có mang theo, để lại ba tấc đất thôi. Nhưng mà cái thần thức của mình, cái tâm thức của mình là mình mang theo. Mà trong tâm thức của mình nó chứa tội phước, nó chứa tốt xấu, thì mình phải thông minh, mình đầu tư vô cái tâm của mình đó. Và quý vị là những người đang đầu tư vô cái tâm nè, đi vô chùa là đầu tư vô cái tâm của mình đó, đầu tư vô cái tâm lành của mình đó. Giờ thầy đặt lại, trả lại, trở lại cái câu hồi nãy, tại sao mình sợ chết? Thứ nhất, mình sợ chết vì khi mình chết rồi mình không biết mình đi đâu, phải không? Sau khi mà thầy giảng xong, quý vị tụng kinh hoặc là quý vị xuống ăn chiều nhẹ xong quý vị đi về, là quý vị biết quý vị đi đâu, biết đi về à, đâu có lo, phải không? Biết đi về. Sáng mai ví dụ như là có một cái chùa nào đó tổ chức khóa tu, quý vị biết sáng mai mình đi đâu, phải không? Mình biết, tức là mình biết là ngày mai mình đi đâu, mình làm gì. Nhưng chết rồi mình có biết không? Đó, có biết không? Chết rồi có biết mình đi đâu không? Nó có biết mình đi đâu đâu. Chỉ biết là đi trong sáu nẻo luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, Atula. Không biết đi đâu, chỉ biết đi mang mang vậy đó. Nhưng mà một trong sáu nẻo đó thôi. Thứ nhất, vì không biết mình chết mình đi đâu cho nên mình rất là sợ. Thứ hai là vì sao? Mình chết rồi, tài sản của mình để lại cho ai? Nếu mình có tài sản, cái ông đó đây, ba của một Phật tử, có thầy biết cái Phật tử biết không? Ông chưa có tu, khi mà ông bị ung thư gan, mới bị biết không, cái gan nó chai bắt đầu á,
máu nó cứ trào ra miệng vậy nè, máu nó cứ trào ra miệng mà đau đớn vậy đó, nằm ở trên giường đi đâu có nổi đâu. Lâu lâu người ta tới thăm mới cho ông ít tiền, ông cầm nhét vô túi, mở mắt đâu có nổi, lâu lâu mở mắt ra nhìn đếm đếm coi còn nguyên không, có đứa nào lấy không. Vậy đó, nằm một chỗ mà máu nó cứ tuôn ra, ăn đâu có được, nằm đó mà máu nó cứ tuôn ra, mà lâu lâu cứ cầm tiền ra đếm coi có đứa nào lấy của tao không, đứa nào lấy là có chuyện đó nha. Mày biết không, sau khi ổng mất rồi á, đứa con nó thấy ổng còn nhiều đồ mới quá, nó tiếc có đem cho từ thiện. Tối về, tại sao đồ của tao mà đem mày cho người ta, chửi nó đó. Chết rồi mà còn chấp đó. Cái này còn khổ hơn nữa nè. Ông mập quá, thì nhà cũng nghèo mà khổ nữa. Ông thích chiếc xe Exciter, xe Honda mấy chục triệu á. Vợ con cũng dành dụm mua cho ông chiếc xe. Bữa đó ông đi hát đám cưới, ông đi đám cưới mà ông hát sao đó, mà ông về cái ông chết, không biết sao chết gì đó, ngỡ thở cái ông chết. Chết xong buồn, vợ con buồn xong, có chiếc xe. Em biết bây giờ thôi, giờ nhà nghèo làm đám phải thiếu nợ nữa, định bán cái chiếc xe đó, để đó cho tao, không có được đụng vô xe tao. Vậy ông báo rồi đó quý vị, không cho đụng vô xe. Cái bữa sau một thời gian qua, để im đâu dám đụng đâu. Anh lúc cái đứa con nói, ba ơi, con giờ con sắp tới thì con sắp định lấy vợ rồi đó, ba cho con bán cái xe này, con làm vốn, lấy vợ, con làm ăn. Mày để đó cho tao, tối về bảo mộng rồi đó, không cho lấy. Đó. Quý vị nghe, lâu lâu quý vị nhìn đó nha. Con người mình có những người chết vì đói cũng có, đúng không? Chết vì khổ, không có nhà để ở, không có cơm để ăn, không có áo để mặc, chết ngoài đầu đường xó chợ. Vừa rồi thầy có đọc cái tin đó, có chú đi làm ăn phương xa, xong rồi buổi chiều hôm đó ngồi uống một ở quán nước, xong rồi chết luôn, chết không có một cái tờ giấy nào hết, mà người ta cũng không biết ở đâu hết. Rồi thôi mỗi người đi qua, mỗi người tấm lòng bỏ vài đồng, xong rồi mua cái hòm cho chú đặt ngay tại chỗ đó luôn, rồi thôi chôn, không biết người thân ở đâu, chết ở nơi phương xa, tha phương cầu thực luôn, khổ vậy. Nhưng mà mình thấy không, có những con vật đó nó còn sướng hơn con người nữa đó. Có một lần đó thầy vô một cái nhà đó, quý vị biết không, thầy mở một cái tủ lạnh đó, người ta mời thầy lên nước, mở cái tủ lạnh ra sữa trứng bánh đồ quá trời. Người ta nói, dạ thưa thầy, cái tủ lạnh này là tủ lạnh dành riêng cho con chó. Thầy nói sướng hơn bao nhiêu người, mà cái tủ này đồ ăn dành cho con chó mà còn sướng hơn bao nhiêu người. Quý vị biết có những con chó phải có bảo hiểm nha, bảo hiểm của nó còn hơn con người mình nữa đó. Có những con chó đó, cái tiền ăn của nó là còn hơn con người mình nữa. Rồi đến ngày phải đi cắt móng tay, đi cắt tóc, đi cắt lông, đi khám bệnh, nằm bệnh viện, nhiều khi một cái giường của con chó nằm một đêm còn hơn cái giường bệnh của người nghèo mình nữa đó. Đồ ăn của nó còn hơn mình nữa, phải có bảo hiểm nữa, bảo hiểm của nó còn hơn bảo hiểm của mình nữa. Người thấy có những con chó hay không, ăn thì ăn với chủ, ngủ thì ngủ với chủ, ở sung mặt sướng. Có nhiều người chết ngoài đường, ngoài lạnh, ngoài xá. Thì con chó nó cũng có phước chứ không phải không, có thể nó là người nhưng mà nó có phước, nó quay lại làm chó nhưng mà nó tiếc của quá. Vào thời Phật đã có rồi, có cái ông đó, ông sống mà ông tiếc của quá, ông chết rồi á, ông ở trong nhà đó rồi đó, con cháu xong ở trong nhà thì thấy con chó khổ, nó cứ ra góc vườn, nó nằm góc đó hoài. Hôm bữa Đức Phật đi ngang, nó chạy ra nó sủa Đức Phật. Đức Phật nhìn nó, Đức Phật nói, ông mất rồi, ông còn tiếc cái tài sản của ông, bây giờ ông làm chó rồi mà chưa có biết giác ngộ hay sao, chưa biết buông hay sao mà còn chấp vào cái thân này nữa. Không biết Đức Phật nói làm sao, cái nó vô cái góc của nó nằm, nó không ăn không gì hết. Cái đứa con về nói, ủa sao con chó hôm nay kỳ vậy, hồi nãy ông Gotama ông đi ngang biết ông nói nó cái gì, giờ nó nằm im luôn rồi đó. Cái ông con chạy tới hỏi, thưa ngài, hôm nay ngài nói con chó tôi cái gì vậy mà bây giờ nó nằm im luôn rồi kìa. Cha ngươi đó, còn nó cha ngươi đó, cha ngươi nó chết, có cái hũ vàng chôn ở sau vườn đó, chưa có kịp nói cho nên ông tiếc cái hũ vàng, ông quay lại ông coi cái hũ vàng đó. Bây giờ ngươi đi ra phía sau chỗ con chó hay nằm, đào lên đi. Đúng là đào lên có nguyên cái hũ vàng đó. Cho nên quý vị thấy có những người sống, nên nói đây để mình sợ nghe, quý vị phải tập từ bây giờ. Tại sao mình chết, mình sợ là tại vì mình chết rồi cái tài sản của mình để cho ai, nhà này để cho ai, ôi cái áo tràng này để cho ai, thấy chưa, ôi cái sau chủ đẹp này để cho ai. Đó. Tu thì chấp theo kiểu tu chứ không phải giỡn đâu, thấy không, ôi quyển kinh này mình hay đọc để cho ai. Đến nỗi mà ôi cái tượng Phật này đẹp quá, chết rồi bây giờ sao còn thờ cái tượng Phật này được nữa, chấp đến cỡ đó đó, không phải giỡn. Rồi chấp vô cái nhà rộng hơn, bắt đầu chấp qua vợ mình. Nếu mà người chồng mà chết trẻ, vợ mình còn trẻ, nhiều khi không siêu được ở bên cạnh vợ đó, giữ lỡ bả đi theo ông khác sao.
Thấy không? Có cái ông đó trước khi ông chết, ông nói anh chết trẻ, anh biết em cũng còn trẻ, em cứ đi bước nữa, nhưng mà nhớ đợi anh sau 49 ngày rồi hãy đi nghe em. Rồi có ông thì nói là thôi em cứ đi, nhưng mà nhớ đợi mộ của anh khô rồi mới đi nha em. Thế là sau khi chôn xong, hàng ngày bà ra mộ, bà lấy cái quạt, bà quạt vô cái mộ cho đất nó nhanh khô, nhanh khô để bà sớm đi lấy chồng. Trời, nó khổ, nhiều khi nó trái ngang chứ không phải đơn giản đâu quý vị. Cho nên bắt đầu chấp vô vợ, chấp vô con, chấp vô nhà, chấp vô cửa, rồi kẹt vô đó không đi được. Cho nên nói đến đây á, thầy mới nói đến quý Phật tử nè, mình sống ở cuộc đời này, cái thế gian này nó giống như một cái quán trọ, phải không? Quý vị nhìn kỹ lại một chút, quý vị sẽ thấy cái nhà của quý vị giống như là cái quán trọ đây đó. Nhà của mình ở nè, quý vị có ở đó lâu không? Vài chục năm rồi quý vị cũng đi thôi, đến con quý vị tới ở. Con mình ở cũng mấy chục năm nó đi, không thì bán cho người ta. Thì có phải mình tới mình trọ rồi mình đi không? Đúng không? Trọ là đi thôi à. Rồi bây giờ thầy nói rộng hơn nữa, cuộc đời này giống như một cái quán trọ, mình tới đây mình ở trọ rồi mình đi. Nó là như vậy đó. Trần thế chỉ là chỗ tạm nương, cũng như quán trọ ở bên đường, chúng ta là khách dừng chân tạm, rồi sẽ đi về chốn viễn phương. Ở đây trọ rồi đi. Vậy tại sao mình không thông minh một chút, là trong thời gian ở trọ tìm cái phước để làm, tranh thủ thời gian tu tập, lại đi tranh thủ cái khoảng thời gian mình ở trọ để gây ác nghiệp khổ không? Nghe thấy chưa? Cho nên bây giờ mình phải tập lên như thế nào nè. Quý vị sống phải hết lòng, tức là chuyện đến đem hết tâm hết sức, trọn vẹn sống cho đúng trách nhiệm, đúng bổn phận. Nhưng nếu mà chuyện gì ngoài sức của mình, buông là mình phải buông. Và nếu mà tập sống làm sao đó lúc nào cũng hết lòng, nhưng mà cái chuyện đó ngoài tầm với là phải xả. Cho nên đến lúc mà mình nhắm mắt là mấy cái đó phải để lại, là phải để lại. Chứ đừng có lưu luyến cái nhà, đừng có lưu luyến cái xe, như cái ông đó lưu luyến cái xe, như cái ông đó lưu luyến cái hũ vàng rồi làm con chó. Còn cái ông đó lưu luyến bên cạnh vợ, vì thấy không, rồi không siêu được. Và quẩn quanh, nó cản trở cái quá trình tái sanh của mình. Nói theo Phật giáo bắt truyền của mình, sau khi mất thì mình có 49 ngày, phải không? Mà trong 49 ngày đó, có những người tạo ác nghiệp nặng quá đi tái sanh liền, hoặc có những người tạo thiện nghiệp nhanh quá cũng đi tái sanh liền. Nhưng mà thường thường là chúng ta vẫn có những cái khoảng thời gian, phải không? Nhưng mà nói theo Phật giáo Nam truyền á, là quý vị vừa nhắm mắt xong là quý vị tái sanh liền kiếp khác. Mình phải hiểu ra hai cái truyền thống theo tư tưởng của Phật giáo Nam truyền, là khi mình vừa nhắm mắt xong là quý vị tái sanh liền kiếp khác. Nếu mà quý vị còn chấp trước ở cái cảnh giới mà nhà cửa rồi quý vị vong linh vất vưởng, đó là cảnh giới ngạ quỷ. Trong quan niệm là ở cảnh giới ngạ quỷ. Cho nên nói đến đây để mình tập, quý vị phải tập. Phật tử của thầy vừa rồi có cô Phật tử gần 80 tuổi này. Cô biết tu, và cô có cái đứa con gái cũng biết tu lắm. Thế cô mới dặn thầy, gần đây thì bắt đầu bệnh rồi, già đi hết nổi, đau lưng đau chân đi hết được rồi. Thì cô mới nói với thầy là: dạ thưa thầy, con đặt cọc thầy trước nghe, có gì cái thầy lên liền nha thầy. Ý là cô nói có gì mà cô hấp hối cái nhớ thầy lên liền á. Cô biết là tốt lắm. Bây giờ thì biết không, cô buồn. Bây giờ mỗi lần khóa tu đi không có nổi nữa, tại vì bắt đầu già, bắt đầu chân nó đau rồi, gân cốt nó đau, đi hết nổi, cô buồn. Nên quý vị thấy ông già rồi thì mình đến gần với cái chết, gần đến cái chết là bắt đầu mình phải bỏ lại nhiều cái. Trước nhất bỏ lại cái thân mạng này, cái thân mạng này, cái hình hài này, yêu quý nó biết bao nhiêu, bao nhiêu ác nghiệp cũng vì nó, bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu thời gian, không gian cũng vì nó mà mình đánh mất. Rồi phải bỏ lại người thân, rồi bỏ lại tài sản, mình đâu biết như thế nào đâu. Cho nên mình sợ lắm, đúng không quý vị? Sợ chết là như vậy. Cho nên không ai muốn nhắc đến cái chết. Nên đôi lúc trong cuộc sống của mình đó, quý Phật tử, cái này thầy nói, đôi lúc có những cái khổ đau mình vượt qua không được á, quý vị nên tập chết thử một lần đi. Nên tập chết thử một lần. Ở Việt Nam mình thì hình như cũng có một vài chỗ quý thầy cho tập chết thử một lần á, vô hòm nằm, quý thầy tới tụng kinh, có người tới cúng hoa đàng hoàng cho mình, coi như mình chết rồi đó. Mình nghĩ là trời ơi, tôi mà không có mặt á là nhà này chết, thử mình chết coi người ta có chết không. Đừng có tưởng mình ngon, đừng có tưởng mình là trung tâm của vũ trụ, không có mặt mình thì cuộc đời người ta khổ lắm, không có đâu. Không có mặt mình thì trái đất bớt thêm có người, đôi lúc đỡ chật đất nữa. Đời nó vậy đó. Đừng có nghĩ là không có tôi là người này chết à, không có tôi là người này như thế kia, không có đâu. Đôi lúc mình nghĩ là tại sao mình khổ quá, có những chuyện mình khổ quá,
mình không thể nào kìm được, mình muốn đi kiếm đến cái chết. Xin thưa mình thử nhảy vô hầm, mình nằm đó mình chết coi, cái chuyện đó nó nhẹ nhàng, nó không có gì hết. Lúc mình chết là mình phải bỏ hết rồi quý vị à. Lúc quý vị chết rồi, thử chết một lần đi, để mình sống cho nó tốt. Thử nằm xuống một lần, coi như mình đã chết đi, rồi mình coi mọi chuyện xung quanh nó làm sao. Thử mình nằm xuống một lần đi, để mình tỉnh dậy á, để mình sống lại con người mình trân quý từng cái thời gian. Nhiều lúc mình sống đây mình không quan trọng, thấy không? Trôi qua ngày tháng trôi qua trong oan uổng, ngày tháng trôi qua trong giận hờn, ngày tháng trôi qua trong buồn tủi, ngày tháng trôi qua trong sự hưởng thụ, ngày tháng trôi qua bởi mình tạo cái ác nghiệp, nó uổng lắm, uổng lắm. Phải biết tận dụng cái khoảng thời gian này mà chuẩn bị nha. Cho nên là đừng có nghĩ là đến lúc già, đến lúc sắp tắt thở mình mới chuẩn bị cái chết. Mà quý vị phải chuẩn bị cái chết từ bây giờ. Từ bây giờ. Mà thầy bây giờ thầy vô cái khuyến khích với Phật tử luôn. Nếu mình biết tu á, thì có gồm 3 phần trước lúc mất á. Thứ nhất là mình là, ví dụ như bây giờ mình đặt trường hợp mình là người sắp mất. Thứ hai là những người hộ niệm cho mình. Và thứ ba là những người bà con quyến thuộc của mình. Cái lúc đó đó, cái gốc của vấn đề là người nào là cái đối tượng mà sắp mất, cái người đó mới là chính. Khi mà ông cấp cô độc cũng sắp mất đó quý vị, quý thầy thấy tụng kinh cho ông, cầu nguyện cho ông và gửi năng lượng an lành cho ông, và nhất là cho ông hiểu được, chấp nhận với sự thật là cái thân này rồi nó sẽ mất, là nó vô ngã, rồi nó vô thường. Thì khi mà mình chấp nhận được cái điều đó, bắt đầu mình cảm thấy cái chết nó rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà lúc này quý vị, cái giây phút cận tử nghiệp nó cũng rất là quan trọng nha, nhớ nghe. Cận tử nghiệp là gì? Cận tử nghiệp tức là cái nghiệp trước lúc mất của mình. Cái nghiệp nó rất quan trọng. Cái nghiệp, cái tâm thức cuối cùng của mình, cái cận tử nghiệp cuối cùng đó của mình như thế nào thì mình sẽ tái sanh cái cảnh giới kế tiếp như thế đó. Nhớ vậy đó. Lúc đó mà giận á, mà tham á, rất là khó cản trở cái quá trình tái sanh. Lúc đó mà giận quá là dễ đi xuống cảnh giới xấu. Lúc đó mà tham luyến quá, chấp trước quá cũng dễ đi vào cảnh giới xấu. Nhớ vậy đó. Cho nên nó có một câu chuyện, hai vợ chồng biết tu á, tự già rồi, ở dưới chân núi. Khi mà ở dưới chân núi vậy xong thì hàng ngày là có một cái vị thầy ở trên núi, lâu lâu mới xuống núi một lần, là đệ tử của cái vị thầy đó. Hôm đó thầy đi xa, thầy mới dặn này, con cuộc đời này vô thường lắm, cho nên các con á phải chuẩn bị trước, cái chuyện gì nó đến phải chấp nhận buông để tiếp tục mình đi, chứ đừng có chấp trước quá, tham luyến quá khổ, nghe không. Khi mà ngài đi đúng thời gian sau, ông già ông đổ bệnh thì cuối cùng ông mất. Thì lúc ông mất á thì vị thiền sư dạy bà là nhớ lúc đó phải niệm Phật cho ông nghe. Thì lúc đó thay vì bà niệm Phật thì bà quên đi, bà thương quá. Ông chết rồi tôi sống với ai? Ông chết rồi tôi mồ côi chồng khổ lắm, không? Mồ côi chồng khổ lắm ai ơi, chứ đâu phải giỡn. Thế là bà khóc. Thay vì bà niệm Phật, bà khuyên chồng thôi buông bỏ đi, anh niệm Phật đi, anh buông để anh tiếp tục, anh đi về cảnh giới lành, tiếp tục sống những kiếp kế tiếp. Đây là một cái chặng đường mình dừng chân thôi, thì mình phải đi tiếp trong cái quá trình luân hồi. Thì bà lại không nghe, bà lại khóc và những giọt nước mắt rơi xuống như vậy, làm cho cái người nằm đó đó không có yên tâm. Quý vị biết khi mà ông thoát ra, ông thành vô con sâu trong lỗ mũi của bà luôn. Ông tái sanh làm con sâu nằm trong lỗ mũi của bà. Rồi cuối cùng mất rồi thì cũng phải chôn, vài ngày sau thôi đúng không? Vài ngày sau là bắt đầu, vài tiếng thôi là mình cứng lại rồi. Và ngày ngày sau là mình bầm lên, mình sình ra, ôi trời ơi, sợ lắm quý vị, phải không? Mình nói con cóc chết, con chuột chết nó hôi lắm, mình chết mới hôi á. Cho nên á, thầy nói mình đi, quý vị tưởng mình đi đám á, thường thường ở trong cái hòm á, mình để cái gì ở trong á? Để trà, phải không? Để trà để làm cái gì biết không? Nó rút cái mùi hôi, nó rút cái âm khí á. Cho nên thầy nói cái này, đi tới đám tang đừng có uống trà nha. Đi tới đám tang đừng có uống trà, mà mình vui lắm. Mình đi tới đám tang thường thường hay đãi trà lắm, trong khi cái trà nó rút hết cái âm khí vô đó, uống trà vô giống như uống chất độc vậy đó. Cho nên người ta bỏ trà nó rút cái âm khí vô mà, nó bớt hôi vô đó. Quý vị có thấy không? Khi mà ví dụ như ở ngoài đường có một vụ tai nạn á, chết, ông bà mình thường để cái gì trên người của người đó? Để nải chuối đúng không? Để nải chuối xứ đúng không? Để nải chuối xứ cho người đó. Tại sao để nải chuối xứ vậy? Tại vì cái trái chuối xứ nó hút được cái âm khí. Quý vị hiểu không? Đặt trên bụng nè, thì nó rút cái âm khí vô đó. Đó. Thì trà nó rút cái âm khí mà lúc cái người mất á. Cho nên đặt trái chuối, cái chuối xứ nó rút cái âm khí.
Cho nên nói vui vui chứ. Cái chú sứ đó mà rút cái âm khí rồi, mà dục quyền gốc đó ai không biết tới, lấy trái chú đó ăn là rồi xong luôn á, xình bụng luôn. Âm khí không à. À, cho nên nếu thì thấy đó, bà này bà thương chồng quá, khóc ai ngờ làm con sâu trong mũi ông bà vợ luôn. Thì sau khi chôn ông chồng xong thì bà tự nhiên bà bị cái bệnh là từ cái mũi có cái xịt xịt hoài. Đâu hoài, ở đây có ai đang đau mũi không? Cái xịt 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 cái mũi hoài. Thì khi mà ngài về, thiền sư về, bà tới bà thưa, dạ thưa ngài, ngài đi rồi, chồng con mất rồi, con thương, con nhớ ổng lắm. Mà thưa ngài, kỳ lạ là từ ngày ổng mất rồi, con bị cái bệnh, cái mũi con nó cứ đau hoài ngài. Con biết làm sao cái mũi nó cứ đau hoài. Thì thiền sư ngài nhìn ngài biết rồi. Thì ngài mới nói bà, hỉ mạnh ra đi. Thì bà hỉ một cái mạnh ra, rớt con sâu ra. Thì bà này bà tức quá, bà nói trời ơi, hung thủ là nằm đây, bữa giờ tôi không biết. Bà định lấy cái chân bà dậm chết con sâu. Thì ngài mới nói, bà biết đó là ai không? Chồng bà đó. Thay vì bà niệm Phật, bà khuyến khích ông tu, lúc đó bà thương ông quá, bà khóc lóc, bà kêu rêu, ông chết rồi, tôi sống với ai đó. Ông thương bà quá, ông đâu có siêu thoát được đâu đó. Ông làm con sâu ở bên cạnh bà đó. Thì lúc đó ngài cũng khai thị cho con sâu luôn. Ngay lúc đó con sâu nó mất đó. Nó tái sanh ở kiếp khác. Không, vì thấy câu chuyện không? Đó, chấp là vậy đó. Cho nên chuẩn bị trước lúc mất, cái đối tượng chính ở đây là mình, phải không? Mình phải chuẩn bị, đừng có đợi đến lúc mất mới chuẩn bị, mà chuẩn bị từ từ sao, từ lúc nào? Từ bây giờ, nghe chưa? Nhà thì vẫn phải dùng nhà, xe thì vẫn phải dùng xe, phải không? Mọi cái tiền thì phải dùng tiền. Mà mất một cái thì sao? Mất một cái thì sao? Thôi buông nha, chứ đừng có kẹt vào đó. Còn nếu mà quý vị già rồi á, biết cái ngày gần đất xa trời gần rồi á, thì tốt nhất quý vị cũng phải chuẩn bị nhà này để cho ai, tiền này để cho ai luôn nha. Chứ lúc đó có nhiều cái trường hợp ba má, ông bà già vừa nằm xuống là con cháu nó chuẩn bị nó quýnh nhau rồi đó. Thay vì thỉnh quý thầy quý cô tới niệm Phật hộ niệm cho, thì ở đây đó là nó cãi nhau rồi đó. Má nó sắp chết, nó nói má ơi, nhà này của ai, ngân hàng này, tiền này của ai, phải không, xe này má để cho ai. Bà chưa chết, bà nghe xong bà chết sớm luôn. Đó, có sự thật là như vậy. Cho nên là nói, nếu mà quý vị có sự chuẩn bị á, là quý vị cũng phải chuẩn bị, nhất là cái tài sản. Mình nên nhớ nè, sông ái dài muôn dặm, biển mê sóng vạn tầm, cõi luân hồi muốn thoát, niệm Phật phải nhất tâm, hoặc tu học phải nhất tâm. Lúc đó tâm mình không có nhất được đâu, mình chấp vô cái tài sản của mình, chấp vô người thân yêu của mình, tâm của mình loạn lên, lúc đó khó niệm lắm quý vị. Ngồi đây trong buổi chiều hôm nay, trời mát mẻ đây nè, quý vị ngồi đây niệm mà còn chưa nhất tâm được đó. Niệm một tiếng rồi nhất tâm được 10 phút không? Chưa chắc nữa đó. Nó nhảy ra ngoài cổng chùa mà, nhảy về nhà không à, nhảy qua Mỹ không à, nhảy về phim không à, nhảy về nồi cà ri bánh mì không à. Niệm hồi qua Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô cà ri luôn. Đó, niệm sao qua cà ri luôn đó, niệm 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 sao qua này kia liền đó, tâm mình nó nhảy như vậy đó quý vị. Nó là kinh khủng. Mà lúc đó nè, một bên đó thì phải bỏ lại hết, một bên thì thân thể mình nó đau, và một bên là gì nữa, oan gia nhiều kiếp của mình nó đòi nợ nữa nha. Có những lúc mình nằm xuống đó quý vị thấy biết cái chuyện gì, mình không có thấy nhưng mà cái người đó oan gia những tiền kiếp về đòi đó. Như cái chị mà vừa kể cho thầy đó, cái chú này chú bệnh, chú nằm, cứ có người niệm Phật thì không sao, mà bỏ ra niệm Phật, nó đến kìa, sợ hãi la hét lên, nó đến mà có ai đâu. Có thể là mình không thấy ai, nhưng cái nghiệp riêng của người đó có oán kết với những chúng sanh nào đó, với con vật nào đó, hoặc một người nào đó, hoặc oan gia trái chủ người đó, cái nghiệp người đó người đó thấy, mình không thấy. Mà lúc đó oan gia trái chủ lên đòi nợ, gia đình phải để lại, tài sản phải để lại, một rối bù như vậy, đừng có nói mà niệm Phật. Giờ niệm chưa được cái lúc đó là quên cái niệm đi. Và lúc đó mình chỉ còn bị nghiệp nó dẫn mình đi. Nghiệp nó dẫn đi đâu thì mình đi theo đấy. Giống như con trâu nó bị sở cái lỗ mũi, mình dẫn đi đâu thì nó đi theo đấy thôi. Lúc đó mình bị cái anh nghiệp sở lỗ mũi mình, dẫn mình đi đâu thì mình theo đó. Thấy chưa? Uổng phí một kiếp người. May mắn cho kiếp người gặp Phật Pháp, biết tu học, có rất nhiều cơ hội để làm phước báu, có rất nhiều cơ hội để tu, nhưng mình đã để qua trong nuối tiếc, trong oan uổng. Cho nên qua cái bài pháp thầy nói về cái chết để quý vị sống tốt hơn, chứ không phải thầy nói về cái chết cho quý vị sợ, không phải nói về cái chết cho quý vị thấy buồn chán, mà nói về cái chết cho quý vị sống tốt hơn,
và để quý vị biết trân quý từng ngày tháng mình còn sống. Nhất cái lúc đó là oan gia trái chủ nó về nó đòi, nó đau nhất, để lại mình tu làm sao. Mà rất là hay quý vị, cái người mà có phước á, là người như thế nào? À, giờ thầy nói ví dụ quý vị nghe nha. Quý vị đi ra chợ, quý vị đi mua áo quần quý vị mặc, có một bộ đồ 1 triệu, bộ đồ 5 triệu, đồ 10 triệu, đồ một bộ đồ 20 triệu, hoặc một bộ đồ 5 ngàn, 10 ngàn. Quý vị ra quý vị mua bộ nào? Mua bộ nào? Xin thưa, nếu mà mình có đủ dư tiền mình sẽ mua cái bộ đẹp nhất, đúng không? Đẹp nhất mình mặc, có thể mắc cũng được mà đẹp. Nhưng mà khổ nổi mình có đủ tiền hay không? Sợ mình không đủ tiền. Vậy thì cái người có phước á, là người đó được quyền lựa chọn đồ bộ này 20 triệu, 50 triệu. Có người mặc bộ đồ mấy trăm triệu, mang đôi giày mấy trăm triệu, sách vỏ sách mấy trăm triệu, ở bao nhiêu cái nhà, bao nhiêu cái biệt thự, chạy bao nhiêu cái xe. Vì người đó có phước. Vì hiểu chưa? Cái người có phước, dĩ nhiên là trong cuộc sống này có rất nhiều cái loại phước. Phước về sắc đẹp, phước về tài sản, phước về sự cung kính, phước về sự thông minh, phước về sự giàu, phước về sự đẹp. Nói chung nhiều cái loại phước lắm. Nhưng mình có thể định nghĩa căn bản thế này. Phước là gì? Cái người có phước là cái người có nhiều sự lựa chọn. Mình không ăn cơm quán này, đi qua quán khác ăn. Không ở nhà này, qua nhà khác ở. Không làm việc này, làm việc khác. Không biết người này, biết người khác. Dễ không? Có phước mà. Cái người không có phước đó nha, không ăn ở đây chết đói, đâu ăn. Lần trước thầy giảng ở đây thầy nói rồi. Chiều nay quý vị sợ đói không? Dạ không. Vì sao? Vì chiều nay chùa cho ăn thì nó không phải. Vì quý vị có phước nên chiều nay quý vị mới được cho ăn. Chứ không phải là vì quý vị mà chiều nay được cho sư cho ăn đâu. Mà cái đó là đúng cái gần thôi, đúng cái xa là vì quý vị còn phước về cái việc ăn. Nên chiều nay quý vị mới không có sợ đói. Thì cũng vậy, khi mình có phước là mình có nhiều sự lựa chọn. Vậy thì á, trước lúc mất, mình mà có phước á, cũng có nhiều lựa chọn luôn. Cái người mà có phước á, hoặc mình nói mà cái người mà gọi là tu mà chứng thánh quả đi, thì cái vị đó không quay lại cuộc đời này tái sanh lại bằng cái nghiệp nữa, mà chỉ tái sanh lại bằng cái gì? Bằng cái gì? Bằng cái nguyện lực. Vị nhớ nha. Mình có mặt ở cuộc đời này là vì nghiệp lực. Nhớ chưa? Mình có mặt ở đây là nghiệp lực, tức là mình không muốn có mặt cũng phải có mặt, nghiệp nó dẫn đi. Còn cái trường hợp thứ hai để mình có mặt ở đây là nguyện lực, là mình nguyện mình quay lại. Mà cái nguyện này là ai? Chư Phật, chư vị Bồ Tát và chư vị Thánh Tăng mới nguyện được thôi. Còn đa phần chúng ta là vì bị cái nghiệp nó quay lại đây. Nhưng mà cái người có phước đó quý vị nghe, có thể là mình chưa chứng thánh quả, nhưng mà cái người có phước có quyền lựa chọn đó. Và đây đã xảy ra trong kinh Đức Phật rồi. Có một lần đó quý vị biết không, có cái ông đó, ông là rất là tin về Tam Bảo. Cuối đời của ông á, ông nhờ con cháu được thỉnh được quý thầy tới tụng kinh cho ông. Quý vị biết á, thì trong lúc ông đang tụng kinh, tâm ông hoan hỷ niềm tin Tam Bảo lắm. Có mấy cái xe, biết xe gì không? Không phải là Mercedes, không phải là Audi hay không là Lexus gì đâu nha. Mà mấy cái xe trên cung trời xuống đón ông. Rồi thấy sướng chưa? Ông đang nằm rồi đó, ông đang bắt đầu nằm im rồi, quý thầy đang tụng kinh. Thì khi mà mấy cái xe tới đón ông như vậy, có mấy chiếc lận, thì ông mới đưa tay ông bảo đừng có đón. Ý ông nói là khoan đó. Mà cái, những cái người con cháu của ông thỉnh quý thầy tới hộ niệm cho ông, thì tự nhiên thấy ông đưa cái tay lên dừng lại á, thì con cháu nó buồn, nó nói trời ơi, sao cha mình cả đời biết đến Phật Pháp, giờ quý thầy tới tụng kinh cầu nguyện cho lại đưa tay lên kêu dừng lại. Mà không phải, ý ông nói mấy cái xe kia đừng có tới làm phiền ổng, để ổng tập trung ổng nghe quý thầy tụng kinh. Sau đó xong, ổng chọn cái xe ổng đi. Được chọn xe mà xe con trời xuống rước đó nha. Cho nên nếu quý vị mà có phước á, quý vị nhắm mắt xong là có nhiều cái xe trên trời, cái cõi xe, cái loại xe xuống rước quý vị đi. Thấy không? Việc đó có phước, đó có sự lựa chọn. Còn đa phần mình đâu có phải người có phước nhiều như vậy đâu. Mình chết xong nghiệp nó dẫn kéo lên mũi, đi đâu thì phải đi đó thôi à. Có phước là có sự lựa chọn là như vậy đó. Mà thầy nói ráng làm sao ít nhất á, thì cũng phải quay lại. Quay lại gì? Quay lại cõi, cõi người, nghe không?
ít nhất cũng phải quay lại cõi người nha, chứ đừng có xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh tu không được đâu. Xuống đó là chỉ có trả nghiệp với tạo nghiệp mới thôi, mà thường tạo ác nghiệp thôi chứ không tạo thêm thiện nghiệp được đâu. Nhớ, ít nhất phải làm được cõi người. Mà muốn làm cõi người nè, tam quy, ngũ giới, những điều đạo đức, những điều sống chọn đạo làm người thì ít nhất quay lại cõi người, thấy không? Còn biết đến Phật pháp nữa là chúng ta đi thẳng về con đường giác ngộ. Đời này không được thì đời sau, chết kiếp này tu chưa xong kiếp sau tu tiếp. Cho nên quý vị phải có cái nguyện của mình nữa nha. Mình phải có thêm cái lời nguyện nữa, chứ đừng nhiều người ta thấy phát nguyện như là đúng là không có sai đâu. Con xin nguyện cả một cuộc đời này con xin làm đệ tử của Phật. Quý vị thấy đúng không? Đúng không? Đúng chứ. Tốt không? Tốt chứ. Nhưng mà chưa có đủ. Như thầy nói lại nha, con xin nguyện cả đời này con xin làm đệ tử của Phật, rồi mấy chục đời sau không làm hả? Đúng không? Mình phải nguyện là đời sau nữa. Mà nếu nguyện là đời này và vô lượng kiếp sau, bất cứ lúc nào con cũng được gặp Phật pháp, được làm đệ tử của Phật, tu học đến ngày con về giác ngộ thôi. Đó, phải nguyện là nguyện đúng như vậy cho đủ. Chứ còn mình nguyện không có sai, nhưng mà thiếu. Thấy chưa? Và có cái nguyện lực á, thì nó giúp cho mình thêm một cái nguồn năng lượng để mình đi. Cho nên á, chuẩn bị trước cái chết, tốt nhất cái người chính vẫn là mình. Mà chuẩn bị đó là chuẩn bị từ bây giờ. Bằng cách nào? Tạo nhiều cái phước báu, tạo nhiều cái phước đức. Mình có quyền lựa chọn. Cái thứ hai là mình tập chấp nhận vô thường. Để lỡ như á, thầy nói nha, không phải là nói xui, nói rủi ro gì nha. Tại vì mình hay nói là ngại nhắc đến cái chết lắm. Thật ra bây giờ mình sống đến 3 ngày nữa, lỡ mình chết bất đắc kỳ tử, hoặc thầy nói tai nạn, hay là bị cái nghiệp gì đó mất làm sao, đúng không? Lúc đó mình mà không chuẩn bị trước á, mình chấp vô thần, chấp vô nhà, chấp vô chữa, chấp vô con cái, vợ chồng, khó đi lắm, đúng không? Bây giờ mình phải chuẩn bị trước là chấp nhận cái sự thật vô thường, chấp nhận là rồi đến lúc nào đó mình cũng phải chết, không chết sớm cũng chết muộn thôi. Nếu lúc đó mà phải nhắm mắt bất ngờ á, thì niệm Phật tiếp tục đi cảnh giới, tiếp tục tu ở những kiếp kế tiếp. Cho nên cái gốc của vấn đề vẫn là ở cái người, vẫn là ở cái người đối tượng là chính. Thứ hai là nếu mà trước lúc mất, nếu mình sắp xếp được quý Phật tử là mình mời được quý thầy quý cô, những vị đạo cao đức trọng hoặc những người bạn cùng tu với mình tới hộ niệm cho mình. Hộ niệm tức là cái gì quý vị? Hộ là giúp cho mình, niệm là nhớ. Hộ niệm tức là giúp cho mình nhớ về Phật, giúp cho mình nhớ về cái điều tốt. Thật ra trong cuộc sống của quý Phật tử có làm điều tốt không? Có làm điều xấu không? Có. Vậy thì hộ niệm tức là nhắc cho người đó nhớ đến cái tốt chứ đừng có nhớ đến cái xấu. Thay vì á, có cái ông đó, ông nợ mình 50 triệu chưa trả, với lại mình đã từng đi vô chùa, mình tu tập công quả cúng dường, tới đó, chị ơi, đến lúc chị sắp mất rồi, chị hãy nói cho em nghe, hôm bữa chị nói có ai nợ chị 50 triệu đó, chị nói đi em đòi giùm chị cho. Nó khác. Nên nói, chị ơi, chị có nhớ đến những giây phút mà mỗi chiều, mỗi 20 âm lịch hàng tháng, chị về chùa Thiên Minh tu tập nghe pháp tụng kinh không chị? Những cái giờ phút đó rất là đẹp, hình ảnh Phật trong tâm chị đó. Giờ phút này chị đừng chấp trước vào nhà cửa, con cái, gia đình gì hết, mà mình nên nhớ đến Phật, nhớ những cái hạnh phúc đó để mình nhớ Phật trong tâm, đi theo Phật nghe chị. Nó khác liền. Dù là hai chuyện nào cũng có thật chứ phải không có. Nhưng mà lúc đó hộ niệm tức là giúp cho người đó nhớ, niệm là nhớ đến cái tốt, hoặc là nhớ đến Phật. Hiểu chưa? Hộ niệm là như vậy đó, mình trợ lực cho người đó. Tại vì cái giây phút đó đó hay quên. Đừng có nói nha quý vị nè, đừng có nói là cái lúc đó mình hay quên, mà bây giờ mình cũng hay quên. Bản chất của con người mình nghe ra nó hơi phũ phàng một chút, nghe ra nó hơi xấu một chút, mà thật là như vậy. Vì nghe bản chất của mình, thứ nhất là vô ơn, thứ hai là hay quên, thứ ba là hay làm trái như điều đạo đức, phải không? Nghiệm lại coi, nhà con đâu có làm trái đạo đức đâu, con đâu có vô ơn đâu, con đâu có hay quên đâu. Thì là quý vị có tu nên quý vị mới như vậy đó. Chứ nếu quý vị không tu, quý vị thả lỏng, không được giáo dục, không được dạy dỗ, không có một pháp tu, không có một cái gì, cái giới để mà bảo hộ quý vị, thứ nhất quý vị sẽ quên, thứ hai quý vị sẽ trở thành những người vô ơn, và thứ ba là quý vị sẽ dễ phá những điều đạo đức, dễ phá giới, phá những điều đạo đức. Nghiệp có phải không? Thấy sợ chưa? Con người mình bản chất là vậy đó. Nên nói ra nhiều khi mình không có tu là chắc chắn gần như là mình đi xuống liền. Nếu mà thả lỏng ra, không có giáo dục, không có dạy dỗ, không có môi trường,
thì gần như trong chúng ta ai cũng đi xuống hết, trừ một số bậc thánh, một bậc thiện căn quay lại tiếp tục cái hành nguyện thôi. Còn nếu mà số chung thầy nói 1000 người thì 999 người sẽ đi xuống hết. Nếu mà không có giáo dục, không có dạy dỗ, không có môi trường, không có một pháp để tu, ta sống theo bản năng, theo sự hưởng thụ, theo cái hay quên, theo cái phá đạo đức, theo cái vô ơn đó, và vì vậy mình sẽ đi xuống một cách rất là tự nhiên. Thì thấy chưa? Nên biết vậy để mình sợ, lúc đó mình hay quên, mình nhờ quý thầy quý cô trợ niệm cho mình. Mà quý vị nghe nè, mình mời được một vị đạo cao đức trọng tới hộ niệm cho mình á, quý vị đừng nghĩ nha, mình tâm mình đang tán loạn nè. Nếu mà có một cái bậc mà ngài tĩnh lặng, tâm của ngài bình an, cái năng lượng tình thương của ngài có mặt, cái sự bình yên của ngài có mặt đó, chỉ cần mình thấy được ngài đứng đó thôi, tự nhiên lòng mình yên liền, phải không? Cũng giống như trong nhà quý vị vậy đó. Cha của mình là trụ cột trong gia đình, chỉ cần cái người cha có mặt đó thôi là tự nhiên cái nhà nó yên đó. Hoặc ở trong chùa, chỉ cần ni sư, sư bà hoặc một vị hòa thượng chỉ cần có mặt ở ngôi chùa đó thôi là tự nhiên mình thấy yên liền. Hoặc là quý vị để ý, vì thấy ví dụ quý vị vô chùa, mình ở đây mà mình thấy có một vị hòa thượng ở ngoài kia, ngài ngồi ngoài kia kìa, mình thấy bóng dáng của ngài tự nhiên ở đây mình yên liền nè, đúng không quý vị? Có những người mình chỉ cần thấy cái bóng dáng là mình yên liền. Cho nên quý vị ráng tu, có nhiều người con ráng tu, con ráng tu cho con bình yên cho con, đi đâu ai cũng thương con, tu làm sao mà điện xẹt xẹt sáng càng ngày càng sáng, đến nỗi người ta thấy mình người ta quẹo ngõ khác luôn là mình biết luôn rồi đó. Mình mới coi lại phải không, làm sao mà mình tu người ta thấy mình người ta thấy bình yên. Và có những người chỉ cần người đó có mặt ở đó là mình thấy yên rồi, chỉ cần mình thấy người đó là tâm mình nhẹ rồi. Quý vị biết ai không? Phật đó. Quý vị có thấy được trực tiếp Đức Phật chưa? Thấy chưa? Chưa. Nhưng mà quý vị nghe danh hiệu Phật, quý vị thấy lòng an không? An. Quý vị thấy lạ chưa? Không được gặp Phật trực tiếp, chỉ nghe Phật thôi mà lòng mình an vậy đó. Bây giờ mình tên là ông A, người ta nghe ông A người ta có an không? Người ta muốn la lên, người ta chạy thì có, đúng không? Người ta thấy mình người ta còn chạy sớm hơn nữa. Thấy chưa? Tại sao có những người, người ta chưa gặp mặt, người ta nghe tên người ta vẫn thấy bình yên, mà gặp rồi thì càng bình yên hơn nữa. Còn có những người, người ta gặp mặt là người ta đã sợ rồi, nghe tên người ta cũng sợ luôn. Vậy thì ở nơi đó có con người đó, nó có cái năng lực tâm linh nào đó. Cho nên trong cái lúc mà cận tử nghiệp nó đến, mình mời được những vị đạo cao đức trọng tới, đôi lúc các ngài chỉ có mặt ở đó, nói với mình một câu thôi, mình cảm thấy giống như mình bình yên lắm. Cho nên nếu mà được, quý vị thỉnh được các ngài về hộ niệm, hoặc là quý vị bạn bè mình hộ niệm cho mình, nhắc cho mình vừa quên Phật cái nhắc mình nhớ đến Phật, vừa quên Phật cái nhắc mình nhớ đến Phật, nhớ chưa? Là cái hai là cái người hộ niệm. Thứ ba là gia quyến của mình, thân quyến của mình, cái này cũng quan trọng nha. Hồi nãy thầy nói đó, con người mình khổ là vì cái ái dục và vô minh. Cho nên trước lúc mình mất, mình thường thương yêu lắm, nhất là những người chết trẻ, vì biết không, chồng mất trẻ mà còn vợ còn con, hay vợ chết trẻ mà còn chồng còn con, cái việc khó siêu lắm. Thì còn thương lưu luyến quá mà, bất an lo lắng con của mình như thế nào, vợ mình như thế nào, rất là khó siêu. Cho nên cái ái của con người mình rất là lớn, ái bất nhiễm bất sanh ta bà. Vì có cái ái mà hôm nay mình có mặt ở đây, cho nên nếu được lúc đó quý vị sắp xếp thân quyến của mình, tốt nhất là sắp xếp thân quyến của mình đừng có khóc lóc gì á. Mình cứ tưởng khóc á là thương, đúng không? Đồng ý khóc là thương á, nhưng mà cái thương á là thương gì? Thương hại. Thương mà là hại á. Mình tưởng mình thương mà ai ngờ hại, đúng không? Thương nhau mà lại bằng 10 phụ nhau. Mình thương chứ không phải mình không thương đâu mà là hại. Nhiều người cha mất xong bắt đầu thuê nguyên một đội khóc mướn tới khóc luôn. Khóc càng to càng lớn càng nhiều thì trả tiền cho người ta càng nhiều. Trời ơi thầy nói thiệt chứ, có những cái đám, cái ông đó ông vừa nằm xuống ở ngoài đây thì một đội khóc mướn, ở ngoài đây thì hát karaoke, ta là bỏ đi hết, ta làm lại từ đầu rồi, rồi em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, ở ngoài đây hát ầm 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 hết. Ở trong kia thì biểu diễn văn nghệ, ở trong này thì khóc mướn, không biết ông đó ông nằm không nhớ cái gì nữa. Tưởng là thương cha mà thấy hại cha thì có chứ thương gì. Thì thấy không? Cho nên nếu được lúc đó càng đơn giản càng tốt nha. Cái này nhiều người mình không biết quý vị. Cái người mất á, mình tới thăm một cái đám một người mất á,
là mình vì người mất hay vì người sống? Vì người mất chứ. Có nhiều người á, sau khi cha chết, mẹ chết hoặc ông bà chết xong, khách tới giết heo, giết gà, giết bò, giết chó gì để đãi khách. Cái nếu mà trong người thân á, tại vì cái này có Phật tử của thầy, con cháu trong gia đình nói không nghe, nói người lớn không nghe. Con nói là ông mình mất á, là tạo cái phước cho ông, chứ ba má mà giết cái con vật như vậy nữa là ông còn tổn phước hơn á. Mày là con tao mà dạy đời tao mày? Chửi nó một trận. Người ta tới thắp nhang thì phải có cái gì đãi người ta chứ. Cuối cùng người ta tới thắp nhang là để cầu nguyện cho người mất. Mà ai nhè trong cái đám tang đó, cái chết chóc nó buồn lắm, đúng không quý vị? Quý vị để ý, quý vị thấy này nha. Quý vị ăn cái trái cây trên bàn Phật á, quý vị thấy nó nhẹ nhàng, quý vị ăn ngọt, uống nước trên bàn Phật cảm thấy nó ngon ngon ngọt ngọt. Quý vị vô cái nhà đám tang, quý vị ăn cơm coi, nó lạc lẽo, đúng không? Tại sao? Tại sao? Tại vì thứ nhất á, là cái người nấu ăn, có ai mà vừa đám ma vừa nấu vừa cười toe toét không? Vừa vui không? Không. Có cái anh đó, anh đi học khôn, học được một câu là thành kính phân ưu với một câu là chúc mừng hai họ. Anh thấy nhà người ta có đám tang, anh tới anh chúc mừng hai họ, đi quýnh cho một trận bỏ chạy. Chạy qua gặp cái đám ma, vô cái chạy qua gặp cái đám cưới, vô thành kính phân ưu, bị quýnh thêm trận nữa. Có ai vậy đâu, phải không? Chết là buồn, gần như ai chết cũng buồn hết. Thì cái năng lượng buồn của cái gia đình đó, người ta nấu ra cái bữa cơm á, cái năng lượng đó nó nằm trong cái cơm á, nằm trong cái thức ăn á, ăn nó lạc lắm, nó buồn lắm, đúng không quý vị? Cho nên nó quý vị muốn hại vợ, hại chồng, hại con mình á, là quý vị cứ vừa giận vừa nấu ăn đi, là quý vị bỏ luôn cái năng lượng độc tố vào chồng, cho vợ, cho con mình ăn luôn. Cho nên nấu ăn á là phải vui, hoan hỷ mà nấu, phải không? Cứ nấu mà buồn, giận mà nấu, xong cái bữa nào hỏi vợ mình, chồng mình, con mình bệnh luôn, không biết vì sao bệnh, thì ra là mình giận, mình buồn, mình nấu cái năng lượng nó vô thức ăn luôn đó. Đó là như vậy đó. Cho nên quý vị thấy không, trong cái đám mất đó, mình vì cái người mất đó, thì nó tốt nhất là đãi chay. Tốt nhất đãi chay. Có nhiều nơi cái tập tục văn hóa đãi không được á thì đãi mặn, nhưng mà cố gắng đừng có giết, đừng có giết con nào hết. Mà thầy nói khuyến khích là đãi chay hết. Mà thầy nói càng đơn giản càng tốt. Tại vì sao? Tại vì cái người mất đó, mình làm cái gì linh đình quá là cái người đó cũng tổn phước ít nhiều nữa, phải không? Ngày xưa có những vị tôn đức của mình mất, các ngài nói thôi chôn ta trong cái hòm nho nhỏ thôi, còn không bó chiếu thôi, bó chiếu xong mà chôn ở nơi xa xa để ô nhiễm người ta nữa, còn mình chết làm rinh rang lên hết chân, tổn phước mình thêm. Cuối cùng còn ba thất đất hữu cho tàn. Bởi vì nếu được sắp xếp người thân của mình, người thân của mình đừng ai khóc lóc. Nhiều khi mình đang niệm Phật mà con mình nói má ơi sao má bỏ con rồi, con ở với ai, phải không? Ba ơi ba bỏ con rồi, con ở với ai, tiền của ba để ở đâu rồi? Lúc đó sao an được? Chuẩn bị trước, nếu được chuẩn bị trước, gia đình thân quyến dạy dỗ trước. Và nếu được cái người sống á, trước lúc mất quý vị biết chuẩn bị cho mình một cái phòng nho nhỏ mà mình có thấy hình Phật á, để mình nhớ đến Phật, hoặc nghe cái tiếng niệm Phật để mình nhớ đến Phật, và được thỉnh quý thầy quý cô tới. Cho nên thầy nói ba điều nghe. Trước lúc mất là ba điều. Và thứ nhất là dặn dò thân quyến của mình. Thứ hai, thỉnh được những vị tới hộ niệm cho mình. Nhất là thỉnh được những bậc tôn đức tới hộ niệm cho mình. Thứ ba, vẫn là chính, vẫn là mình, phải không? Vẫn là mình. Là mình tập sống một cuộc sống là buông xả, hết lòng, nhưng hết chuyên là buông. Giống như thầy nói, như cái vị thiền sư ngài nói đó, là sanh như thể đắp chăn bông, tử như là cởi áo hạ ra. Hoặc là mình thay chiếc xe mới, hoặc là mình thay chiếc áo mới, để làm sao á, sau khi mình nhắm mắt là mình thay áo mới, nhưng mà nhớ là cái áo trời hoặc áo người, chứ đừng có áo súc sanh nha. Chứ cũng thay áo mới mà ra làm con chó, con heo, con bò là khổ lắm. Hoặc thay cái áo xuống làm ngạ quỷ là khổ lắm. Hoặc thầy nói đó, trước lúc mất mà cứ chấp trước hoài cái gì đó thì dễ cản quá trình tái sanh, và mình không có siêu thoát, quanh quẩn trong cái nhà đó. Mà mình nói thì ở ngoài là cái gì? Vong linh, cô hồn đó, ma. Mình có muốn làm ma không? Đâu có ai muốn. Vong linh vất vưởng lang thang đâu có muốn. Nhưng mình cứ chấp trước, tham lam, bỏng sẻn, yêu mến cái gì quá mà không chịu buông để mà đi đó, thì dễ ở cái cảnh giới đó lắm. Dặn trước cho quý vị nha, dặn trước. Tại vì thật sự mình biết là Diêm Vương sẽ alo bất cứ lúc nào. Diêm Vương alo bất cứ lúc nào.
Và nói thiệt, nếu mà có ông Diêm Vương thì ông Diêm Vương ông cũng phải chết nữa, không ai mà thoát được cái chết. Đức Phật của mình cũng 80 tuổi mất thôi. Ai cũng vậy hết, mặc dù mình có khỏe đến bao nhiêu, cùng lắm hơn 100 tuổi, ai cũng phải chết hết. Đó thì thôi thì chiều hôm nay thầy về với lại đạo tràng của chùa Thiên Minh, gửi đến đại chúng cái bài pháp với cái chủ đề là chuẩn bị trước lúc chết. Thầy có nói vài ý, ba điều. Thứ nhất là người thân của mình, gia quyến. Thứ hai là thỉnh được các vị hộ niệm cho mình. Thứ ba, chính vẫn là mình, phải không? Vẫn là mình, nhưng mà mình hiểu được cái chết đó đến bây giờ mình phải chuẩn bị. Nói cho đúng là chuẩn bị từ bây giờ, dù là mình mới có 20-30 tuổi cũng phải chuẩn bị. Thầy hằng ngày thầy cũng chuẩn bị rồi. Chuẩn bị rồi, phải không? Rất là yêu quý cái máy này. Cái máy này thầy đang để trên bàn, thầy rất là thương nó và rất cảm ơn nó. Nhờ cái máy iPad này mà thầy soạn bài, thầy học bài, nhờ nó mà thầy mới có các bài giảng. Thầy rất cảm ơn nó. Nhưng nếu một lúc nào đó nó không cánh mà bay thì cũng hoan hỷ thôi. Phải giữ cho nó kỹ, mà nó không cánh mà bay hay như thế nào nó đi thì phải chịu thôi. Mình phải giữ cái thân của mình, ăn uống cho điều độ, tập thể dục, ăn uống tập thể dục, đó là để khỏe cái thân. Nhưng đến một lúc thọ mạng hết hoặc nghiệp hết phải đi á, thì hoan hỷ mà đi, tiếp tục tu tiếp, nhớ không? Và bây giờ phải chuẩn bị là cái vô thường. Vô thường bất chắc đến bất cứ lúc nào, và ta phải đi với cái nghiệp của ta thôi, chứ không đi với người thân của ta được đâu. Người thân nhất của mình là ai? Mình nói là ba mẹ mình, hoặc là vợ chồng mình, hoặc con cái của mình, thường là những người thân nhất của mình. Nhưng những người thân nhất của mình không có đi với mình đâu quý vị, mà đi hết đoạn đường dài trong vô lượng kiếp luân hồi với mình. Cái người bạn ấy tên là nghiệp, nhớ nha. Mình có một người bạn thân nhất tên là nghiệp đó quý vị, chứ không phải vợ mình, chồng mình, con mình đâu. Người ấy tên là nghiệp, anh ấy tên là nghiệp, nhớ chưa? Ta đi với nghiệp của ta, ta đi với nghiệp của ta. Chồng mình đưa ra tới nghĩa trang, vợ mình đưa tới nghĩa trang, con mình đưa ra tới nghĩa trang, tất cả cũng ra tới nghĩa trang, chứ không ai đó nhảy xuống ở chung với mình với đó đâu. Rồi đi với nghiệp của mình thôi. Vậy tốt nhất từ bây giờ. Cho nên nghe cái bài chết, nhưng mà thật ra là chuẩn bị từ bây giờ lúc sống. Và thầy dặn lại, không có cái gì phải sợ chết hết, nếu ta hiểu về cái chết. Diễn nhiên thầy nói đến cái này không phải nói một cái là bởi vì sợ chết, hết sợ chết liền đâu. Nhưng bắt đầu ta chấp nhận từ từ. Cũng như ta thấy người thân của ta đã nhiều lần sống chết rồi, khi mà chết mình không có đau khổ nhiều. Cũng vậy, ta bắt đầu chấp nhận cái chết từ từ rồi, đến lúc nó đến á, mình hoan hỷ mà mình đi. Chúc cho quý vị có sống bình an, chết nhẹ nhàng. Mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.